Thế một người anh rể như anh Mạnh cũng được không? Cho anh Mạnh yêu anh, yêu, yêu, yêu chị Thủy nhá. Hai em lại phụ thuộc chị Thủy. Thế em thích anh nào yêu chị Thủy hơn? Em thích anh nào chị lấy anh đấy cho. À Giang, lấy anh đấy về cho em nhắm á. Em không biết. Em không thích anh Đô. Không thích thì anh Mạnh. Chết rồi. Thủy ơi, vừa làm việc nhà xong à? Vâng. Làm xong tay chả thấy bẩn nhỉ? Tay bẩn rửa rồi ạ. Chưa rửa rồi. Ủng đâu? Ủng em tháo rồi, nóng lắm. Thật đấy. Thế bây giờ em đi đâu? Giờ em xuống đây nấu cơm cho mọi người ăn. À, nấu cơm cho mọi người ăn. Rồi các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với A Pháo TV và Giàng A Pháo các bạn nhé. Một cái video nữa mà bọn mình sẽ quay và truyền tải đến kênh các bạn. Bạn Thùy, bạn đang nghỉ ngơi lấy sức các bạn. Thì trông nữa thì sẽ hộ bạn Đô nấu món ăn các bạn nhé. Bây giờ thì Đô đang ở hướng này các bạn. Hay chăm chỉ thế nhỉ. Đó. Đô đang nhóm bếp các bạn. Và hôm nay có hai vị khách mời nữa các bạn. Khách mời hay là như thế nào Đô nhỉ? Khách. Khách à? À, theo mình thấy là gọi là khán giả đến giao lưu thì đúng hơn các bạn. Cũng là khách mời luôn. Cũng là khách quý các bạn chứ không phải khách mời. Hai bạn ở đây các bạn. Hơi tối nhá. Quay bạn Thùy trước. Đây. Một bạn áo đỏ. Một bạn đây. Ơ rụt rè thế nhở. Đấy. Hai bạn này thì em ngưỡng mộ ai ở kênh em? Em thích mấy chị Thủy à? Thế anh Đô đẹp trai thế tưởng em ngưỡng mộ anh Đô chứ. Em không ngưỡng mộ anh Đô. À Đô ơi, bạn này bạn không thích em đâu. Em cần thích em được rồi. À cần thích em được à? Rồi. Rồi các bạn là hai bạn xem kênh các bạn. Có thể các bạn nhận ra. Thủy giới thiệu về hai bạn tí được không em? Đây là
cái của mình. Chắc là nếu mà ai xem cái video về nhà mình thì là thì sẽ nhận ra Trang. Đây là đô, hôm nay cũng có ở video xuống nhà của em ấy. À rồi. Cả hai đều là em họ của em. Thế đô à? Thế là đô đấy, nhưng mà to béo. À. Rồi các bạn, là hai bạn này là nghỉ hè rồi. Và là em của bạn Thùy lên đây chơi. Nay bọn mình mời đến giao lưu lên hình luôn các bạn nhé. Các bạn ấy đang rụt rè. Thôi, mình quay bạn Thùy vậy. Em cũng rụt rè lắm. Em cũng rụt rè lắm à? Em cũng rụt rè lắm à? Rồi các bạn, hôm nay cái món chính mà bạn Thùy bạn với bạn Đô hai anh em để làm truyền tải lên kênh là cái gì các bạn nhỉ? Để mình điểm lại một chút này. Thấy dụng cụ đây là một cái chõ xôi rồi. Bạn Thùy bạn nhắc lên giới thiệu tí xem nào, là cái gì? Gà bó xôi ạ. Gà bó xôi à em? Gà. Gà không lối thoát. Gà không lối thoát. Rồi. Đây là những cái thứ mà bọn mình đang chuẩn bị đây. Gà đâu em? Gà, bọn mình nên mua gà ngoài chợ nhé. Ai là mua gà ngoài chợ à? Gà thì mọi thứ đang đây, đang chuẩn bị cho các bạn. Rồi, lúc sau nữa thì mình sẽ đi vào chi tiết món ăn các bạn nhé. Các bạn muốn xem món ăn nhiều hơn hay là xem cái gì nhiều hơn cứ comment lại bên dưới các bạn nhé. Dưới cái góc nhìn của cameraman thì từ video sau trở đi sẽ cố gắng truyền tải lên hình. Mọi người thích xem em nhiều hơn hay sao vậy Thủy? Phải không? Mọi người thích xem món ăn nhiều hơn. À, mọi người thích xem món ăn nhiều hơn à? Có phải thế không Đô? Có phải thế không? Vâng ạ. Thích xem món ăn nhiều hơn hay là thích bạn Thùy nhiều hơn? Món ăn nhiều hơn. Món ăn nhiều hơn. À, thế còn được các bạn ạ. Còn xem bạn Thùy nhiều hơn thì hơi khó. Nhìn nó ngon con mắt rồi anh. Rồi các bạn, để bạn ấy chuẩn bị xong đấy nhá. Bạn Đô thì đang nhóm bếp đây rồi. Cũng rất là lâu rồi mình không được cầm máy ở bên kênh ẩm thực này các bạn. Nóng quá các bạn ạ. Hôm nay còn thiếu một bạn nữa cơ. Bạn to béo, hôm nay toàn là những người có cái tên về trọng lượng rồi các bạn. Tên là gì đấy? Một bạn này có 1.000 cân. À là 100 cân các bạn ạ. Một bạn này tên là Đô, một bạn tên là Mạnh. Toàn là cái tên gọi là về sức mạnh to lớn. Về trọng lượng thôi. Trọng lượng, sức mạnh to lớn thể hiện là sự mạnh mẽ. Tức là về cân nặng các bạn. Bạn Đô thì nghe cái tên có vẻ ghê gớm lắm các bạn. Nhưng mà con người thì thấy hơi khiêm tốn nhỉ em nhỉ? Đồ chú khác à? À, có một câu nữa người Việt Nam hay nói gọi là nhất lé nhì lùn các bạn ạ. Bạn Đô thì thuộc vào thì vừa nói là nhất cả lé cả lùn à? Thì vừa nói cả lé cả lùn à? Trêu thôi mọi người ạ. À Thùy. Dạ. Bạn Đô thì vừa lé vừa lùn à? Em trêu thôi. Em... không phải thế à? Tí fan của anh Đô lại mắng em chết. Người Việt Nam có câu đúng thật các bạn ạ. Các cụ xưa có câu là nhất lé nhì lùn. Còn bạn Đô thì đang hội tụ hai yếu tố như bạn Thùy vừa nói, vừa lé em vừa lùn. Đâu á, em cao hơn Thùy nha. Cao hơn Thùy à? Rồi các bạn, các bạn có thể là nhìn vào thì biết rồi. Đô đi bắt gái khắp, à nhầm, bắt vợ các bạn ạ, khắp Tây Bắc rồi. Cái điều đấy thì các bạn có thể gọi là nhất rồi. Còn sau về nhất cái gì nữa thì hồi sau sẽ rõ các bạn nhé. Trang, gà không lối thoát là làm như nào em? Thùy, gà không lối thoát là làm như nào em? Em làm gà bó xôi. Gà bó xôi à? Thế thì bạn Đô vừa bảo là gà không lối thoát rồi mà. Thì mình bó xung quanh nó ấy. Bó xung quanh nó. Bây giờ là xôi lên trước à? Em xôi gà trước. Xôi gà trước. Thế gạo phải xôi không em? Chưa anh, gà em xôi rồi. À, bọn mình có xôi rồi các bạn. Bây giờ mình đang hỏi bạn Thùy là xem đi cùng bạn Đô mấy bao nhiêu năm nay, à nhầm, mấy thời gian này không xem mà có biết là hình dung ra cái món này là như nào không? 15 năm à? Đúng chứ, 15 năm. Bao nhiêu năm rồi em? Diễn được 1 năm. Được 1 năm à? Chưa được 1 năm rồi ạ. Chưa 1 năm các bạn ạ. Thế yêu nhau cũng chưa được lâu đâu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ yêu thật đấy à? Em không biết. Em không biết à? Con gái nói 1 là 2 các bạn ạ. Các bạn lưu ý nhá. Nói 2 là 1, đúng không? Bí mật của con mình các cậu ạ. Bí mật là bí mật tiếp ạ. Rồi các bạn và mình đang chờ một chút để đủ nguyên liệu các bạn nhá. Để làm. Theo bạn Thùy và bạn Đô vừa tiết lộ thì con gà sẽ được xôi lên trước các bạn. Xong là mây bó cái xôi như kiểu bạn Thùy vừa nói. Xôi con gà để làm chín các bạn nhá. Và bó xôi tức là gạo nếp người ta xôi lên các bạn nhé. Các bạn nghe hai từ xôi thì nó giống nhau. Đấy các bạn.
những thứ hôm nay còn thiếu này. Và hai con gà liền các bạn nhé. Con gà thứ hai thì Mạnh vừa mổ xong. Hướng này hơi tối các bạn, nhìn mình Mạnh ấy, thì... mình mổ đấy bạn ạ. Một con thì bạn Thùy đi mua ở chợ, một con thì bạn Mạnh bạn ấy mổ. Hơi tối các bạn, ngày hôm nay xem bạn Mạnh tình hình nào. Tình hình nào khỏe không em? Em vẫn khỏe nhưng mà căn bản là chưa lúc yếu ra thì khỏe. Chưa lúc yếu là khỏe à? Vâng. Hôm nay có khách mời em, phấn khởi không? Có, hôm nay em tự nhiên động lực hẳn nha. Động lực hẳn à? Vâng, vì bạn ấy xinh quá. Bạn ấy xinh quá? Em vừa hồi hộp, anh ạ, em vừa hồi hộp mà... Như nào? Tóm lại à... Tiếp lời cho Du à? Tâm trạng bây giờ nó lấn lộn lắm. À lấn lộn. Vâng. Bạn bao nhiêu tuổi em biết không? Em chưa tìm hiểu. Em chưa tìm hiểu. Hôm nay em sẽ tìm hiểu sau. À, thì hôm rồi chúng ta đến Bái mà chưa tìm hiểu à? Thì bạn đi học. À. Ở nhà này em ít khi gặp. Thế hôm trước xuống đến Bái có liếc trộm thế nào không? Em à? Ừ. Không. Em không biết rồi nhưng tối ngủ đấy. Rồi đây ông Mạnh đi vệ sinh 4 lần. Thế con gái người ta sinh đây có liếc trộm không? Căn bản là nhà nhiều chó quá. À, nhà làm được. Gì? À. Còn ông còn làm gì nữa cơ? Thì ai dám làm gì? Liếc trộm như chẳng may chó bên chủ lại xông vào tạp trở thôi. Hôm nay nguyên liệu chính của mình cái món không lối thoát, gà không lối thoát của Đô này. Thì mình sẽ chế biến trước nhá. Còn công đoạn sau sẽ nhiều Thùy và Đô. À gà này của Đô à? Vâng. Cuối cùng là Đô làm chính này có phải em là? Đô làm chính nhưng mà em chế biến. Thế bây giờ em ngồi đấy là ấy. Cậu được không thấy nhá, bây giờ em trang em phụ luôn. Các bạn trang này em thì em làm luôn đi. À. Chàng em bóc hành thì cẩn thận em nhá. Khóc ấy. Tại vì là nó cay mà. Rồi các bạn những cái thứ mà Mạnh đang chuẩn bị này để là cho con gà vào hấp thôi. Gia vị thì có gừng và hành. Chanh, hành. Lá chanh luôn. Chốc cho con gà xong là hấp chín này em. Vâng, hấp chín rồi à, mình đem ra bỏ sôi và công đoạn nữa là chiên. Rồi ok các bạn. Món này thì cũng khá là cầu kỳ. Thì hôm nay có bạn Trang nữa thì và bạn Đô To, các bạn mình tạm gọi là bạn Đô To đi. Còn bạn Lô Đô thì là Đô nhỏ các bạn nhé. Thì gọi nó đỡ nhầm. Một bạn Đô kia thực sự là to thật. Bạn này khoảng 70 cân. Còn bạn Đô nhà mình đây. Đấy. Cân thấp hơn tầm khoảng 20 cân, 50. Bạn này thì được 55 cân thôi các bạn. Bạn Đô kia thì khoảng được 70 cân. Đã to hơn mấy này, 20 cân bỏ. Chắc em có người yêu nhé. Anh chưa có người yêu nhé. Đừng tin em ạ. Ông Mạnh hôm qua vừa đi hỏi em nào xong ấy. Hỏi em nào? Có. Ông nói lộ hết thiền cơ của tối nay, làm sao tôi tán được gái nữa đây. Nó đẹp trai, cả mấy trai liền. Mình Đô nói vậy thôi nhưng thực chất ra mình chưa có người yêu thật. Bạn Trang sẽ nghỉ hè một thời gian đấy các bạn. Nếu như mà các bạn thích xem thì bọn mình sẽ làm những video ẩm thực ở tại cái lán này để bạn đỡ phải di chuyển xa. Hiện tại bạn anh biết là em chuyển khẩu đây rồi. Bạn Trang sẽ lên, bạn đang lên đây học tiếng Anh. Học tiếng Anh. Rồi cái này sẽ là gì nhỉ? Mình sẽ ướp và sắp ra bên ngoài con gà. Còn số còn lại mình sẽ nhồi vào trong. Hôm nay mình có 2 con gà. Một con gà trống và một con gà mái, có đôi có cặp cả. Nên là hôm nay chắc khả năng mình có đôi đấy. Xong hôm nay thôi. Còn bây giờ chưa biết ạ. Thank you.
Hai con gà thì xong rồi các bạn, đô thì đang vớt ra. Và một trong hai con này mình dự kiến là một con thôi. Nhìn vàng ươm vào thời điểm này cũng rất là đói rồi. Thơm nhỉ. Gà hấp có cái ngon riêng của nó các bạn nhé. Tại vì nó không rắn nước, ngọt lắm. Con gà thì chín rồi, đô đang xử lý các bạn. Đô này bối rối không em? Dạ. Em bối rối không? Em không. Không bối rối gì nào à? Em có gì đâu mà bối rối. Không gì bối rối á? Thì hôm nay có thấy khó xử không em? Khó xử gì? Không có xử gì đâu đúng không? Không. Em bình thường à? Không có gì khó xử hết. Thế thì nhé. Mình sẽ làm con gà nhé, con gà nhìn ngon. Lúc đấy bạn Mạnh đang xử lý con gà thì mình thấy hai bạn ấy đang cầm tay cầm chân nhau các bạn. Ở đâu? Các bạn có thể quay về đoạn trước các bạn xem nhé. Làm chúng... gì? Bọn chúng hú hí với nhau các bạn ạ. Thế không phải ạ? Không. Anh đừng có một mục tiêu. Trang ơi, thế một người anh rể như này em có thích không? Em có duyệt không? Cũng được ạ. Cũng được à? Bạn Trang vừa bảo cũng được các bạn. Như thế là chưa được tiêu chuẩn lắm. Thế một người anh rể như anh Mạnh có được không? Cho anh Mạnh yêu em, yêu bà, yêu chị Thủy nhá. Hai em. Lại phục vụ chị Thủy. Thế em thích anh nào yêu chị Thủy hơn? Em thích anh nào chỉ lấy anh đấy cho. Hả Trang? Chị lấy anh đấy về cho em ngắm á. Em không biết. Em không thích anh Đô. Không thích anh Mạnh. Chết rồi. Em thích ai? Thích Pháo nhá. Anh Pháo là nhiều tuổi các bạn, cái điều đấy thì bọn mình không đề cập đến, chỉ nói chuyện với bạn Mạnh, bạn Đô thôi. Con gà thì Đô đang chặt luôn cái cánh các bạn. Mình chặt cánh cho vào đây. Cho vào đấy, vào trong con gà. Và đây cũng lần đầu tiên mình được xem cái món này. Thủy đang xử lý cái xôi kia rồi. Bạn Trang thì tiết lộ các bạn chút là bạn Trang năm nay mới lên lớp 11 các bạn đúng không em? Đấy. Wow, nóng quá. Ôi, nóng quá. Xôi thì lúc nãy nó nguội các bạn, thì các bạn hấp lại một chút nữa, thế nên là hơi nóng. Cho nó dẻo ấy. Và công đoạn này bó vào, bó xôi như bọn Thủy bảo bó xôi, xong lúc sau là chiên các bạn. Không biết lượng xôi này có đủ không? Đủ rồi. Thủy nghe chừng là rất là có kinh nghiệm để làm cái món này các bạn. Vừa thấy nói lưu loát lắm, không biết là tí lên hình, à nhập, tí làm chín xem nó có đẹp mắt không và ngon không. Đôi. Dạ. Mọi người bảo là Thùy người yêu em có thích không? Thôi, con gà này khó bó đấy nhở. Không thích à? Hả? Thì có thích không? Không, con gà này khó, nó bị dính thế nào ấy. À. Nó kín hết chưa? Nó kín hết, anh bó vào cho. Rồi, em lăn xuống. Mơm ăn. Cho vào đây. Ôi dồi ôi, giờ chảy rồi. Để rồi anh. Cho vào đây. Rồi thì các bạn loay hoay, các bạn mình xem video này có vẻ là mình quay hơi dài các bạn nhé. Các bạn xem những cảnh đời thường vui vui của bọn mình vậy. Vào đây. Bạn đô to thì hôm nay để sẵn con dao rồi các bạn. Mài dao sẵn rồi, trông chỉ đợi chín thôi, đã chặt thôi. Còn hai bạn... Cái này. Cái này. Anh cho xôi vào đây, xong cho con gà vào. Đấy. Thể hình là hai đứa nó hú hí cầm tay nhau các bạn ạ. Thì là con gà lại thất bại mất rồi. Không sao, từ từ. Có phải đấy không? Dàn lại thì không. Đấy. Câu thời gian các bạn ạ, hú hí để thời gian có để cầm tay cầm chân nhau, liếc mắt đưa tình các kiểu, mình nhìn thấy rồi. Không có chuyện này. Lúc mình bắt gặp rồi nó đánh, à nhầm, bạn Đô bạn ấy đánh trúng lảng các bạn. Phạm Thùy. Em không biết. Em cũng không biết à? Con gà nóng thật đấy. Đấy. Nghĩa là đến nguội nguội cơ. Không phải thất bại tại nó nóng quá, tay mình mỏng ấy. Quay cho tự bóng. Quay trở lại với Mạnh đi các bạn. Và cái chảo này sẽ cho thêm dầu để sôi các bạn nhé, cho cái con gà đã bọc sôi vào.
chút nữa thôi, thì cho nó ra mỡ thì cho vào các bạn. Cho thật nhiều dầu nha để ngập cái con gà đi. Và không biết là bây giờ Mạnh à, nhầm Đô và Thùy thì hai đứa nó làm xong con gà cho các bạn để mình quay ra xem, hay là vẫn nhân cơ hội vắng mình là hai đứa nó hú hí lại cầm tay nhau tiếp các bạn ạ. Chỉ có lợi dụng cầm tay nhau mà. Thì mình xem nào. À đấy. Lại cười ạ. Quá đáng thật. Ít xôi các bạn ạ. Đây được. bọc được rồi, nhưng ít xôi mình sợ nó vỡ ra thôi. Được chưa? Hôm nay là thành công hay không thành công các bạn cứ trách cái hai đứa này các bạn nhé. Hú hí với nhau. Thành công mọi người ạ. Thành không? Có, thành công. Ít xôi các bạn. Hơi ít xôi. Mình sợ nó vỡ ra thôi. Xôi ít quá à? Vâng. Xôi bé gì? Xôi bé quá. Hôm nay xôi của Thùy hơi bé à? Xôi nhưng gà lại to. Hôm nay bạn Thùy đi mua xôi thật, cả con gà nữa. Một con gà là mua, một con gà là mổ các bạn. Tại vì là bọn mình hôm nay hơi đông người, một con gà kia là chín rồi. Được chưa Đô em? Được rồi. Đấy, cái giả vờ. Đấy, cái giả vờ. Cái xôi ấy, thật, nó không bọc gì đây. Chứ không phải ở đây giả vờ ngắm em Thùy à? Đấy, thành quả các bạn. Xịn đấy chứ. Làm nào để nó không dính. Ôi, thôi thôi, anh ơi, nó vỡ. Đâu, vỡ đâu. Thế bây giờ không lăn thì tí anh cho vào chiên thì nó vỡ ra là làm nào? Không, chiên phát nó cứng luôn mà. Anh chỉ sợ nó bự ra thôi. Em, nó mỏng em cũng sợ nó bị vỡ. Bây giờ bọn em test thử đi, lăn thử em nào có được không? Tí anh cho vào chiên anh còn lăn được. Tay em dính không? Tay dính thì thôi được đâu. Làm này tay không dính nhỉ. Rồi các bạn, sau một hồi trêu nhau ở vật lộn thì con gà đã được nằm ngay ngắn ở trên chảo như này. Các bạn biết người đang xối mỡ là ai các bạn? Mình phải cẩn thận không tí bung ra là cái trách nhiệm về mình và Thùy hết đấy. Đây là rất nguy hiểm các bạn ạ. Cho nó cứng đã rồi mình sẽ giao cho anh Mạnh làm hết. Đấy, mê cho anh. Thùy anh sợ về trách nhiệm à? Dạ thế. Em phải theo dõi từng công đoạn một đấy. Sợ lắm, không chơi đâu. Lại úi thằng Đô ấy, cả Thùy nó suốt ngày hú hí chả làm gì chết. Chắc là nó thế rồi. Không, không phải đâu, để nó xui nhé các bạn nhé. Em ơi. Không lật được bây giờ. Đây, đây các bạn ạ, thành quả của Đô và Thùy đây. Kết quả như thế này đây. Cảm nhận của em thế nào hả Thùy? Có nhận tay nghề giỏi nhỉ? Thôi kệ nó em. Kệ nó đi. Mình ít xôi quá nên là nó bị bung ra. Bung quá nhỉ? Thôi kệ nó, đừng động chạm nó nữa. Rồi các bạn, từ cái rất là nhiều cảm xúc bị thất bại, xong đến là bây giờ thấy nó vàng, cảm thấy là một điều hạnh phúc lớn các bạn. Con gà thì đang được chiên đây rồi và bọc vào cái lớp lớp xôi các bạn, lớp xôi vàng óng luôn. Mình nghĩ bây giờ rất là giòn đây. Đấy là có bàn tay em nhúng vào chảo dầu thôi anh ạ. Chờ vài phút nữa các bạn nhé, để mặt bên này nó giòn hẳn rồi xong là bọn mình đưa ra chiên thôi. Thùy và Đô đâu rồi nhỉ? Mình sẽ đi điểm mặt đặt tên lại các bạn nhé. Đấy các bạn ạ. Lại hú hí nhau rồi. Thì nãy giờ vẫn chưa xong ạ. Mà là em sợ con gà của em sẽ bị vỡ. Sợ con gà bị vỡ à? Chính xác là vỡ các bạn. Rồi bọn mình sẽ vớt ra các bạn nhé, để xem sản phẩm ngày hôm nay bạn Đô và bạn Thùy làm thế nào. Bạn Đô bảo là hôm nay bạn Thùy hơi ít xôi đúng không? Xôi ít thật mà. Xôi ít à? À thôi đùa đấy. Ờ à, thế là sau em cố gắng nhá. Con gà nó hơi to các bạn. 2 nắm đúng không? Nhưng mà không to đâu. 2 nắm xôi bé tí. 2 nắm xôi bé tí. Đấy. Thì 2 nắm mà. 2 nắm bé tí. Không đủ để dùng vào cái món ăn này. Rồi các bạn, khi mình vừa đề cập đến xôi ít và nhiều, bạn Mạnh bán cười các bạn. Chả hiểu gì người ta nói đến xôi mà cái tâm hồn không biết là nghĩ đến cái gì. Bán tâm hồn anh Mạnh lắm. Ôi giòn này. Em cứ to và tròn tâm hồn thích rồi. Thật to, to và tròn. Chịu. Suy nghĩ với tâm hồn cái gì, mình cũng chả hiểu được. Anh em trêu nhau các bạn. Mình
chặt ra không nhở? Hay là mình dùng tay? Để nguyên thế rồi em. Để đến thế. Chặt một con. Xôi gà và cái gì đó người ta ăn bằng tay các bạn ạ. Chịu, mình không biết cái điều đấy. Trang ơi, đói nghe. Hả? Có đói à? À đây. Điều đấy là phải thôi, bạn Trang bạn ghét bạn Đô thì phải cho nhịn đói từ sáng đến giờ các bạn. Thôi bọn mình cho vào chiếu và tiến hành thôi các bạn. Trả thêm một chiếu nữa đi đâu. Ngày nay thì chưa khai nắng các bạn, bọn mình chỉ uống nước lọc cho vui thôi. Chỉ còn rượu, bia và chất có cồn chắc là thôi nhỉ, anh em nhỉ? Đúng rồi. Hôm nay cai nghiện một bữa chứ. Sợ anh Mạnh đau bụng ạ. À sao anh Mạnh đau bụng à? Không phải anh Mạnh đâu, thì giờ này đi theo mình nhiều nên là cũng tóm lại là cũng uống được bia. À rượu càng thôi nữa. À anh em uống bia uống rượu nó có hại cho sức khỏe, thế là hôm nay cai một bữa chứ nhỉ? À đấy, cai thì các bạn. À cai thì đúng không? Thèm khát gì đâu, chẳng qua uống vì đam mê chứ. Mạnh là đam mê. Khó bỏ. Có dao rồi. Lấy dao đi. Rồi các bạn, đây là phần con gà này các bạn này, bọc trong xôi như này đây. Không. Bây giờ nó nóng lắm các bạn, sờ vào là bỏng đấy. Em ơi, bây giờ sờ vào bỏng đấy, có khi nào phải chờ một tí không? Đó, Mạnh đã gọi. Nghe phê nhỉ? Này nhai, giòn, cùng cốp. Ngon. Xôi chiên không ngon. Bên hướng bên này là một con gà nữa. Gà này là gà... Ôi, xôi chiên này em tưởng tượng đến là cơm cháy Ninh Bình á. Rồi các bạn, đội hình ngày hôm nay từ bên trái qua phải các bạn nhá. Trang, Mạnh, Thùy, Đô, Đô lớn và Đô bé. Rồi mời các bạn đi, cái món này sẽ ăn như thế nào em nhỉ? Ăn bằng tay thôi. Ăn bằng tay à? Quên, mình nãy không lấy búa em ạ. Búa mình đập được ra được. Để khui nhá. Ôi. Đấy. Ôi em ơi, nó vỡ ấy. Không thì... Em thấy nó giòn, cái này dùng tay ăn này. Đúng rồi. Dùng tay bẻ ra. Đấy. Chất lượng đấy. Hấp dẫn không? Vâng. Cái này ai làm nhỉ? Cái này ai chiên đấy nhỉ? Anh Mạnh chiên ạ. Anh Mạnh giỏi quá. Vỗ tay nào. Vỗ tay. Anh Mạnh. Nóng quá đúng không? Không ạ, cái này này. Cái này nóng nha. Cái này nhiều. Úi dồi ôi. Em sẽ khui con gà nhé. Ăn thịt trước các bạn. Một tí đấy. Đây có hai đóa hoa cho hai cái cọng nhỉ. À rồi. À được. Hôm nay bạn Trang bạn nhỏ tuổi nhất các bạn. Bạn này cũng nhỏ tuổi không kém này, cho bạn này. Có 4 cái cọng các bạn yên tâm. Cọng này cầm đi. Nóng đấy. À 6 anh em ăn hết con hai gà đấy không? Để cho em háo cái cọng ấy. Nhỏ tuổi nhất, thứ hai. Em có nhỏ tuổi thứ nhất. Anh Pháo không cần cọng đâu, cho bạn Đô lớn này đi. Đô áo đỏ. Mày bạn Đô. Đô 10 đô nhá. Ôi mọi người. Thế này đi anh em ơi. Xin mời các bạn ăn bữa cơm trưa cùng anh em bọn mình nhé các bạn nhá. Bọn mình quay giờ này là giờ trưa các bạn. Một cái video mà có sự giao lưu rất mới của hai bạn, là bạn Trang và bạn Đô. Mình với Đô hai bay nhảy nên là mình sẽ ăn cái cánh này. Hôm nay bọn mình có hai bạn Đô nhá. Ăn nhanh chiều bay cẩn thận nhá. Bạn Trang thì họ Tạ các bạn. Mà Tạ thì là bao nhiêu cân nhỉ? Bạn Đô áo đỏ nhỉ? 100 cân à? À đấy, bạn Trang ngày hôm nay là bạn... trên vai là nặng trách nhiệm là nặng 100 cân này các bạn. 100 cân thu Trang à? Ừ, 100 cân thu Trang. À? Tên này. 100 cân thị thu Trang này. Tạ mà. Tạ có chuyện gì nữa đúng không? Đúng. Tạ là 100 cân à? 100 thị thu Trang. À 100 thị thu Trang. Thế tính là lạng là bao nhiêu hả em? Em ăn cái này. Một lạng á? 10.000 lạng. 10.000 đúng không em?
Để các bạn nghe cái những nhà toán học bây giờ đang ngồi tính các bạn. Bao nhiêu lạng? Cái gì? Bao nhiêu lạng? Một tạ là bao nhiêu lạng? Em không biết. 10.000 lạng. Một cân 3 lạng, 3 cân là 3 cân đúng không? 100 cân, 1 cân lân tươi là mấy cân lân khô nhỉ? Những cái nhà toán học này chán chết được, thôi các bạn quay lại với món ăn đi. Xin mời các bạn đi. Mời mọi người nha. Anh Pháo lúc đấy cũng khả năng cũng khá đói bây giờ. Xin mời đi. Cái giòn ngâm xử lý em dạ. Trang tiến hành em. Vâng ạ. Rồi thôi. Ăn thịt kia đi. Gà hấp này cũng thơm. Đang ăn cháu mình á. Phần đàn ông. Anh mày gặp luật đấy. À không. Bảo. Anh xé cho thì. Anh xé đâu. Nói anh mạnh đi. Gấm. Anh xé vào mồm anh à đúng không? Ừ. À đúng rồi, em ăn đi. Anh chiêu rồi. Tôi xin nhìn nhá. Đấy, anh sẽ mồm anh. Hôm nay là bạn Trang bạn ấy nhận xét là nếu mà làm anh rể anh Đô và anh Mạnh được không? Cái Trang bảo là không được ấy, hai anh em ạ. Kiểu là chưa đi vào lòng người ấy, hai anh em mà chịu khó chăm sóc bạn Trang vào. Về còn nói tốt cho. Có đi không chị mà chiều có em ạ. À? Chả biết. Anh biết đi vào lòng người nó đơn giản thế nào. Lòng người là đi từ lòng người là tức là dạ dày thôi. Đừng no cái dạ dày đã. Chỉ cần được ăn no thôi là đi vào lòng người rồi. Chấm em. Tưởng bảo Đô này chấm. Chả thấy mùi mình có sức. Ăn không? Này ngon. À. Cần gác ơi. Ăn đi. Cắt cho anh Pháo cái miếng này này. Không, anh Pháo chưa ăn đâu. Mọi người cứ ăn đi. Để mình quay một tí đó các bạn. Nó, con gà này. Con gà này đã được hấp rồi, xong bây giờ lại chiên nữa các bạn. Thế này nó quá chín rồi đấy. Và ngon lắm mày. Nó vàng ươm này mà. Em ơi anh, tuyệt vời. Rồi, xin cảm ơn em. Một miếng thịt các bạn. Nó phải xé cơ thì mới thấy cái độ ngon của nó. Còn cái đây là Mạnh đang cắt rồi. Mình đang để miếng thịt ở đây. Ở giữa hai người. Cho anh miếng ngon. Đó, thôi, đồ em. Hai miếng. Mời em. Anh bón đâu? Đừng kiểu đấy nào. Xin mời Trang. Em lấy một miếng đi. Ừ. Ăn đi. Giòn không? Sợ anh phóng một mình. Đô. Ăn em. Ừ. Ngon. Em mẹ không chớp mắt mà. Đồ nhạy cẩn thận nha, dụng cái răng giả nha. Không ai nhặt cho đâu đấy. Anh phải bảo là có chỗ thì nó chỗ làm đang mới chưa. Rồi các bạn, mình cũng để góc máy xa xa một tí để ăn cùng mọi người cho vui các bạn nhé. Để đầy đủ các thành viên các bạn. Mình xin ngồi bên này đi. Ui giời ơi, đói lắm rồi. Các anh em ơi, cho xin miếng nào. Xin mời các bạn nhá. Một miếng thịt gà. Chấm cái gì em? Nước chấm của A Mạnh. Quyết tâm gặm cái xương này nha. Con gà này là giống như bạn Thùy đầu video ấy. Cho ăn các bạn. Không phải bắt trộm mà mượn. Mượn hay vay? Mượn. Vay mà nuôi cả con trả lại sau. Hai con gà này là gà mẹ của mấy con gà con lúc nãy mình chăn. Ăn liền nhỉ? Thôi chết. Sẽ làm gà cái mồ côi rồi. Có con bố đúng không? Cả trống nuôi con. Cả trống đều ấy. Máy lại được con sung. Thu này. Này có. Ừ, ngon nhỉ. Còn. Ăn thích kem sung à?
thương chó phải không? Gặm giòn này, giòn quá ấy. Chấp tùy ăn nhiều thật đấy. Bây giờ kiểm tra xem đông xương người nào nhiều nhất là anh em. Mọi người ăn xong có xương đi đâu rồi? Có xương ao à? Chẳng có chỗ ao. Có một cái xương to nhất thì bạn Mạnh đang cầm cái rồi. Có hai bộ mà anh. Một bộ đây, một bộ anh Mạnh cầm. Còn một bộ ở đây rồi. À. Còn là em chỉ ăn xương thôi. Đưa cái mẹt mẹt ra anh cho anh xem tí nào. Cái mẹt này ra. À. À đấy. bỏ ra cho anh xem tí. Đấy, người ta ăn này ăn hết xương, còn mỗi bạn Thùy là ăn bỏ xương rồi các bạn. Mọi người tin mình không? Bây giờ mình bảo anh Mạnh anh đâu mất hết xanh cho mình. Mình không nha, mình ăn mỗi một khung rồi thôi. À đấy. Anh ăn mỗi xương rồi. Chào các bạn, là cái món gà không lối thoát bọn mình học ở trên internet thôi các bạn. Món này làm khá là cầu kỳ và mất công. Nói chung là nó cũng béo lắm, ngậy lắm các bạn. Ăn cái xôi bên ngoài nó béo ngậy. Và con gà thì do ngày hôm nay mình thấy cái gia vị của nó hơi ít hay sao ấy nhỉ? Không toát lên cái gia vị chủ yếu ở con gà, mà chủ yếu là muốn có cái gia vị ở ngon ở cái nước chấm thôi các bạn. Còn con gà ngày hôm nay thì nó được nhúng mỡ, nó béo lắm. Nói chung là ăn cái món này thì vào mùa đông thì hợp hơn, mùa hè như ngày hôm nay thì mình thấy hơi béo. Thế là cũng đi được là cũng gà nhỉ? Ờ đấy. Và để chống cái béo ấy thì như bạn Đô vừa nói bảo là chính xác là phải uống bia hoặc là uống rượu. Chứ còn ngày hôm nay uống trà đá thì không thấy hợp với bạn Đô lắm. Thì hôm nay là vẫn hơi buồn các bạn. Đi đâu cũng bảo là anh Mạnh. À. Thực chất là không phải vậy đâu, thực chất là. Đấy. Đây. Hả? Anh tặng em. Anh đang mà anh chào phòng em đi. À, phòng anh đi. Nó như cái xương này á. Cái xương này bây giờ mang đi nướng giòn ăn ngon chứ. Đây anh để cho em đi nướng ấy. Cái hơi lửa này giòn lắm. Rồi, hai con gà thì bọn mình đã đánh bay mất rồi. Và video này mình cũng xin dừng tại đây các bạn. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau trên hai kênh A Pháo TV và Giang A Pháo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và một kênh thứ ba nữa bọn mình đang phát triển chính là Pháo Channel. Xin chào. Mình xin kết thúc đây các bạn. Và nhân tố mới bạn Trang các bạn. 2 tháng nghỉ hè nữa. Nếu như các bạn thích xem thì các bạn để còn lại comment bên dưới các bạn nhé. Bạn Trang thì hơi rụt rè. Trang nhá. Mới nên là ngại. À, bạn này gọi là gì, trăm cân hả các bạn? Trăm thị thu trang. Bạn có tên khai sinh là Tạ Thị Thu Trang các bạn. Bọn mình đang trêu là vị khách 100 cân. Giao lưu các bạn. Rồi, kết thúc luôn đây các bạn. Quá giả rồi.